trận đấu đang được rất hay, một tốt nhanh chóng, đúng như rằng là nhanh chóng, và đến bây giờ anh cũng là đội trưởng. Chưa kiểm tra nên không biết được, chưa kiểm tra nên không biết được, chưa kiểm tra nên không biết được. Rất hay. Mọi người thấy một pha hàng sau không ạ? Như bom nổ. Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Hiện tại trên sân nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh đang diễn ra trận thi đấu đập của đội 1 Hà Tĩnh. Trận đấu đang được trận đấu diễn ra là giữa những người có con em quê hương Hà Tĩnh và những người liên quân khác tỉnh nha mọi người. Kết thúc hai hiệp đấu đầu tiên, tỷ số đang là 1-1. Một pha nhảy phát của Đinh Văn Phương rất uy lực, bóng trong sân. Đinh Văn Phương là cầu thủ đến từ Thanh Hóa, có một khả năng phát bóng rất tốt mọi người ạ. Nói về lực phát bóng thì rất là đảm bảo. Đây, anh đang thực hiện pha nhảy phát. Mọi người để ý cái lực bóng nhé. Một pha bàn chặn thành công. Một pha va chạm giữa hai cầu thủ Nghệ An. Nhưng không sao. Một pha rất là nỗ lực của hai cầu thủ đến từ Nghệ An mọi người nhé. Là Đàm Văn Công và Cao Đức Hoàng. Chính pha bóng vừa rồi đã khiến hai anh có một sự va vấp lẫn nhau. Đội hình ra sân của các cầu thủ Hà Tĩnh: chuyền hai Phạm Minh Chiến, chủ công Trần Đức Thành, Phạm Văn Dũng, đối chuyền Lê Văn Thành, cặp phụ công là Lê Thanh Thành và Đoàn Thanh Lam, libero là Nguyễn Văn Nam. Nguyễn Văn Nam là cầu thủ libero có chiều cao tốt nhất của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Một pha đánh lao ngắn thành công của Phạm Văn Khả. Còn đội hình ra quân của các cầu thủ liên quân: chuyền hai Nguyễn Minh Đức, chủ công Đàm Văn Công. Rất hay. Một pha đánh lao lên mất chắn của Trần Đức Hạnh. Rất hay. Cầu thủ phát bóng là Lê Thanh Thành mọi người nhé. Anh cao 1m92. Bước một tốt. Một pha ma quái của chuyền hai Nguyễn Văn Đức. Anh thực hiện động tác giấu tay và một pha bỏ nhỏ khiến tất cả các cầu thủ phải chôn chân. Rất hay. Hàng sau. Mọi người thấy động tác hàng sau của Lê Văn Thành thế nào ạ? Với đánh giá của mình thì một động tác rất là đẹp. Tốc độ gọn gàng, uy lực. Bước một gáy. Anh không hành ạ, anh làm công tác huấn luyện. Các học sinh của anh thì tập lúc 1:30 và các em đã kết thúc buổi tập, cho các em ngồi xem các anh đánh. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nha mọi người. Không biết đường truyền này mọi người xem có rõ không nhỉ? Được một tốt. Một tốt. Đường truyền xem có rõ không ạ mọi người?
để xem trực tiếp một trận bóng như thế này rất hấp dẫn, rất mãn nhãn mọi người ạ. Qua điện thoại thì có thể là nó giảm đi cái sự uy lực, sự tốc độ. Phát bóng là chuyền hai Nguyễn Minh Chiến. Hàng sau. Kéo lẻ. Anh thì vào đánh thì cũng đánh được, nhưng bây giờ nói để đáp ứng các cầu thủ chuyên nghiệp này thì không đáp ứng được anh ạ. Phát bóng là chuyền hai Nguyễn Minh Đức. Bước một tốt. Một pha gõ cổ tay khéo léo của Đàm Văn Công. Anh làm huấn luyện đội trẻ Hiệp ạ. Bước một tốt. Rất hay. Phản công theo mình dự đoán là sẽ đánh nhanh chồng, đúng như rằng là nhanh chồng, chính xác. Phát bóng là đội trưởng Trần Thức Hạnh, anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Hương Sơn, Hà Tĩnh và cũng là cầu thủ trẻ xuất thân từ Lò Hà Tĩnh. Và đến bây giờ anh cũng là đội trưởng. Trưởng của Hà Tĩnh. Ok Dương Văn Hiệp. Chắc chắn sẽ có dịp anh sẽ về lại rồi. Bởi vì là đội cũng sẽ đi thi đấu khắp nơi. Nếu về nhà thi đấu Gia Lâm, anh sẽ gọi cho chú. Dạ đánh hay anh Hùng ạ. Các đội đánh rất là hay. Phát bóng là Đoàn Thanh Lắm. Một pha bóng rất lực, rất tầm của Đinh Văn Phương. Cầu thủ số 6 đánh bóng vừa rồi là Đinh Văn Phương mọi người nhé. Hiện tại em sinh năm 1999. Ok em, hôm nào ra anh gọi nhá. Bởi vì dịch bệnh như này các giải nó cũng hoãn hết nên là mình ít đi lại. Có mỏ em nha, nhưng mà trận đấu này thì mỏ vì công việc gia đình nên em ấy không tham gia thi đấu được. Phát bóng là Lê Văn Thành. Rất hay. Trọng tài chính cho là lỗi dính bóng. À mỏ công có công việc gia đình em nhá. Phát bóng là Đinh Văn Phương. Mọi người để ý quả phát của em nó. Một pha may mắn ăn điểm trực tiếp. Ok, anh chào Huy Hùng nhá. Rất hay. Một pha tấn công hoàn sau của Lê Văn Thành. Em chào anh Phú nhá. Em khỏe nhá. Đang huấn luyện các em. Bây giờ hết giờ tập thì em live stream trận bóng của đội 1 cho mọi người xem. Bật cao nhất thì anh cũng không biết là ai bật cao nhất.
Nhưng hiện tại có khoảng 4 người bật rất cao. Đó là Lê Văn Thành, Mỏ Hồng, hay còn gọi là Ngọc Danh, Lê Văn Thành, Đinh Văn Phương. Những cầu thủ đấy thì sẽ đến khoảng 3:30 là đạt được. Còn ai hơn ai thì anh cũng chưa kiểm tra nên không biết được. Rất hay. Mọi người thấy một pha hàng sau không ạ? Như bom nổ. Hy vọng rằng trong những năm gần tới em Đinh Văn Phương sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn. Phát bóng là Đinh Văn Đạt. Thôi xin chào mọi người nhé, mình có tí công việc nên mình dừng buổi livestream ở đây.